Chân lý đó nó tuyệt vời, chân lý nó sâu sắc, và chân lý đó đưa con người đến một mức độ là cao siêu sâu thượng. Thì không bao giờ mình liên tiếc cái đời bên sau. Đức Phật nói là thế sự dạng ban đô thị giả nhân gian đạo đức quả gì chân. Cái thế sự thế gian này nó là quả diệt. Thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Đức Thầy nói rằng phải nhớ rằng sát thân do tứ đại đất nước gió lửa tạo thành, sớm muộn gì cũng sẽ bị tan rã. Vậy thì mình phải lấy cái giả, phải không? Lấy cái giả để mà mình đi tìm cầu cái thật. Người ta hồi xưa thì nó có tiền mua tiên cũng được. Người ta nói câu nói này đúng mà mình dịch sai. Mình nói mấy ông này có tiền để mua gái đẹp, cái đầu khoái. Có tiền mua tiên cũng được, nghĩa là có tiền mình làm phước mình thành tiên. Có nghĩa là mình sẽ đánh đổi từ cái đồng tiền của thế gian mà mình sẽ trở thành ông Phật ông tiên đó. Đổi qua ha, đổi qua. À. Thôi thì bây giờ trở lại, tức là Đức Thầy đó lời truyền sấm như bài toán đố. Lời truyền sấm là cái lời của Đức Phật, Đức Thầy giống như một bài toán mà đố cho mọi người. Mà bài toán đố thì, xin nhắc lại, nó khó hơn là bài toán công thức. Nó khó hơn. Mà quan trọng là mình, cái người mà hiểu được Thầy đó là mới biết được giải bài toán này. Vâng, Tiến Dũng Thái kính chào tất cả vị. Kính chúc cho vị có ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay Tiến Dũng đi cùng với cư sĩ Thành Hậu để đến cơ sở nuôi dưỡng người già của chú Sáu Hả. Thì sẵn luôn tiện đây, Tiến Dũng cũng xin vấn pháp của cư sĩ Thành Hậu. Thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng nghe cư sĩ Thành Hậu thuyết về đề tài Phật pháp nhé vị. Xin mời tất cả vị nhé. Vâng, Tiến Dũng Thái kính chào tất cả vị. Kính chúc cho quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay Tiến Dũng trở lại cơ sở của chú Sáu Hả nuôi người già neo đơn, thì cũng đi cùng với bạn cư sĩ Thành Hậu để đến đây trao thiện tài cho chú Sáu, cũng như là lì xì cho các cụ cuối năm để cho các cụ chuẩn bị đón một mùa xuân mới. Thì luôn tiện đây cũng trong thời gian chờ đợi chú Sáu, thì bạn Thành Hậu cũng đang ngồi cùng với các anh chị Mạnh Thường Quân đến từ thành phố Long Xuyên. Thì hôm nay thì cho Tiến Dũng được vấn Thành Hậu hai câu của Đức Thầy. Mà Đức Thầy nói lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Như vậy cái bài toán đố của Đức Thầy đó là bài toán gì mà mình phải tầm làm sao để mà đặng hưởng nhờ? Nhờ Thành Hậu giải thích giùm ạ. Dạ, kính thưa cùng toàn thể chư quý vị. Thì vừa qua anh Tuấn Dũng cũng nêu lên hai câu giảng của Đức Thầy trong sấm giảng phần thi văn của Đức Thầy. Thì thưa quý vị, trong sấm giảng Đức Thầy gồm có kinh, luật và luận. Kinh đó là lời Đức Phật nói ra, luật là nếu nói về Đức Phật ngày xưa thì những hàng tỳ kheo, những hàng đại đức tăng ni có một trình độ kiến thức về Phật giáo, cho nên luận ra. Luật tức là luật là gì? Là cái lời của Đức Phật chế ra cái phép, cũng như là hàng tại gia thì 5 giới, hàng xuất gia thì 250 giới, đó là luật. Thì trong sấm giảng Đức Thầy gồm có kinh, luật và luận. Vậy thì hai câu Đức Thầy nói là lời truyền sấm như bài toán đố, tại vì trong sấm giảng Đức Thầy nó rất là lạ. Nếu mà nói những hàng mà cao siêu thì hiểu nó khác, những giới bình dân hiểu nó khác. Trong sấm giảng Thầy nó lạ. Cái người tu 1 năm hiểu câu đó khác, và tu 30 năm hiểu nó khác. Cũng như Thành Hậu nè, ăn tương từ nhỏ tới lớn thì cái hiểu nó khác. Mà cái người mà chưa ăn chay ngày nào thì hiểu sấm giảng Thầy cũng khác. Vậy thì tất cả trong sấm giảng Thầy có cái điều đặc biệt là Đức Thầy trong đó có ba bậc người. Cho nên ta nói người ta ba thứ người ta đó, người tiền rưỡi, người 30 đồng. Cho nên Đức Thầy cái câu cao siêu nhất là Đức Thầy nói lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi, ta ra sức dắt diều ba tánh, là nói cho cái hạng người mà thượng căn thắng sĩ, cái người có trình độ nghiên cứu văn Phật pháp, lời cao siêu lắm. Nó cao nghĩa là không có gì cao bằng, mà siêu có nghĩa là không có gì mà siêu việt bằng, rất là cao siêu. Rồi Đức Thầy nói lời cao siêu đó là lời cái người thượng căn thắng sĩ. Cái bậc thứ hai Đức Thầy cho biết đó, dạy bổn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao gì sắp rốt đời. Vậy thì đó là dạy bậc trung. Rồi cuối cùng Đức Thầy nói thêm cái bậc mà bình dân,
cái bậc bình thường ít học, rồi cái Đức Thầy đã quyết giải trần để nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Như vậy thì Đức Thầy nói thêm là cái câu này đồng đạo hỏi lên, anh Tướng Dũng hỏi là lời truyền sấm như bài toán đố. Và đặc biệt đó, nếu mà toán đó, nếu mà trong toán học nó lạ có một điều, nhân, chia, trừ, cộng rất dễ, lớp 5 là làm được. Nhưng mà đặc biệt là cái toán đố, cái toán đố là nó rất là khó làm. Tại sao vậy? Cái người mà bình thường á, nếu nói ăn chay là được nè, cúng lại được nè, niệm Phật được nè, làm lành được nè, là giống như nhân chia trừ cộng đó. Nhưng mà toán đố là cái người phải hiểu được cái ý của cái bài toán, thấy không? Thí dụ người ta hiểu được cái ý của bài toán, vậy thì bây giờ cái lời toán, lời truyền sấm, mà lời truyền sấm là gì? Cái truyền sấm đó nó có lời truyền, truyền sấm thường thường nói cái bậc mà trong Đức Thầy ra giải đạo thì trong đó là có ông Trạng Trình, truyền sấm Trạng Trình, mà đặc biệt ông Trạng Trình là nói cơ, cho nên Đức Thầy đoạn hết đoạn này luôn, Đức Thầy lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ, chốn hồng trần nhiều cảnh nhút nhơ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tránh, đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tránh mấy màu. Tức là nguyên một đoạn là Đức Thầy nói cái lời Đức Thầy cũng cho lời bài toán đố vậy đó. Toán đố là nó khác hơn nhân chia trừ cộng, nhưng mà nó hàm chứa nhân chia trừ cộng nha, nhưng mà nó khác hơn, tức là nó cao hơn. Nó cao hơn là cái người hiểu cái ý được Đức Thầy. Vậy thì bây giờ ăn chay mình ăn được nè. Bây giờ nếu toán là nhân chia trừ cộng thì giống như người tu là ăn chay, cúng lại, niệm Phật và làm lành là bốn điều. Nhưng mà toán đố là gì? Có nghĩa là nó cao siêu hơn, là trở về lý tách, trở về tâm. Ăn chay tâm nó khác hơn ăn chay tướng. Chay tướng là ăn chay ngoài cái miệng. Nhưng mà ăn chay cho nên Đức Thầy nói cái câu mà trong quyển nhất Đức Thầy nói niệm Phật được lúc đầu hôm đêm khuya muốn giật nồi cơm của người. Cái đó là đi vào cái tâm chay. Hồi lúc mình mới hiểu, tôi tưởng là mình ăn tương cái tối cái lù vô bếp người ta không? Cái ôm nồi cơm người ta giật chạy. Tưởng vậy đó, nhưng đâu có phải. Đây là toán đố nè. Đúng rồi, đó ông này hiểu được toán đố đó. Tức là Đức Thầy nói cái bên ngoài vậy nhưng mà ẩn ý bên trong. Cũng như là miệng chai thì lòng phải chì chai, mà chai thì tắm cho lâm mới quý. Đúng rồi, đó là toán đố là vậy đó. Tức là đi ngược vào bên trong. Nó siêu việt hơn là cái mà bên ngoài. Đó, rồi cúng lại, nhiều khi mình cúng lại để gì? Nhiều khi cúng lại cái bình thường cái mà con đau, vợ đau hoặc là cầu phước thì cúng dữ lắm, cúng mà cúng nhiệt tình luôn. Còn cúng hàng ngày bình thường không có hoàn cảnh thì cúng chơi thôi. Cúng giống như người ta không cúng, người ta nói ông đó ông tu mà nổi thương nam nữ trẻ già. Trong thầy lâu trở sanh ra nản lòng bằng thông thiên vắng hương nồng. Cửu quyền bàn Phật càng trong lãnh lùng, làm cho meo đóng đầy chung lưu hương lũng xét bàn chồng ngửa nghiêng. Không cúng thì người ta nói mình tu không cúng, chứ thật ra cúng mà cúng thì gọi là cúng xuôi hướng. Mình phải hiểu được cái giá trị đi vào trong tâm thức. Sự lại Phật vốn không yên tĩnh. Mình lại Phật mà đi vào cái tâm không, tức là đi vào cái tâm mà nhiệt thành, trí thành mình đó, mới là gọi là vốn. Vốn không là đi lại là tướng, mà đi vào tâm gọi là vốn không yên tĩnh. Thì đạo cảm giao khó tính không bàn. Nếu mình lại Phật cái tướng mà không thanh tịnh thì nó đưa vào không được cái tâm. Nó đi không có đi, ông Phật không nghe. Bây giờ nói cho một cách dễ hiểu hơn là số điện thoại là mình bấm chỉnh con là không tới anh liền. Bấm mà cho đúng số. Tại vì Đức Thầy ra đời dạy không. Đức Thầy dạy cái không mà cái chân lý là cuối cùng là không. Mà mình hữu là không thấy Đức Thầy và không gặp được Đức Phật. Cho nên Đức Thầy nó là làm vô vi chánh đạo mới màu. Vô vi là không hình tướng. Hoặc là tu vô vi chứ cúng chè sâu Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót vô vi nữa. Hoặc là làm vô vi sao nữa, chánh đạo mới màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, phải tìm kiếm cái không mới có. Rồi vậy thì toán đố là gì đó? Có nghĩa là cái mà siêu việt mà hiểu được lý của Đức Thầy đó, gọi là lời truyền sống như bài toán đố. Thì ăn chay nè, cúng lại nè, rồi niệm Phật. Thường thường mình nói mình niệm Nam Mô rồi Phật, Nam Mô rồi Phật, Nam Mô Phật, nó niệm hoài. Tôi niệm mấy chục năm nay không thấy gì chứ, tại mình niệm mình đâu có đúng với ý Đức Phật. Niệm sợ ma mình niệm đâu phải, ông Phật đâu phải kêu mình niệm mà sợ ma, đúng không? Rồi nhiều khi bệnh quá bệnh thôi, Nam Mô Phật chờ một độ con hết bệnh, đi xe mà gặp cha nào mà xuống núi chạy mà cà lạng, tôi nói mình cũng vậy nữa, niệm Phật lia hết trơn, mà đi xuồng gặp gần chìm niệm Phật cũng lia hết trơn.
Thì cái đó là không có đúng với cái bài toán đố, không có đúng với cái tâm cảm của Đức Phật để truyền đạt chúng ta. Đó. Rồi hoặc là con ốm, con bệnh, con đau niệm để cầu phước thôi, nó không có đúng với cái bản lý. Là có đau niệm Phật chi dông, truyền tăng trong gió Phật nào thấy đâu. Đó, bình thường thì niệm, không thấy niệm mà hôm mà gặp hoàn cảnh niệm vậy thì bây giờ là niệm Phật. Đó, vậy thì ăn chay nè, rồi cúng lại niệm Phật, cái cuối cùng đó là làm lành. Làm lành nghĩa là mình làm lành, làm thiện đó. Cái việc gì cho nên đó là một hôm nọ có một vị thiền sư đến hỏi cái rốt cuộc cao nhất của Phật Pháp là gì? Đó. Thì đến hỏi vị thiền sư nói cái cao rốt của Phật Pháp đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị dư Phật giáo. Có nghĩa là làm hết các điều lành, tránh tất cả điều ác, quyết rửa lòng cho trong sạch, đó là Phật dạy. Một vị thiền sư mới nói vậy, cái ông vua ông nói tưởng ông nói cái gì, ngồi sớm giờ ngồi nghe không? Cái câu kệ đó là chữ ác mặt tác đó, cái câu kệ dở lòng, dở lòng của người mới tú, mà ông đi nói sẽ thấy sao mà nó xa xưa, nó giống như nó dư thừa quá. Vị thiền sư nói đó, cái pháp Phật á, cái làm được chứ không phải là cái nói được. Dạ, đó. Như vậy thì bây giờ cái lời truyền sấm như bài toán đố, tức là Đức Thầy đố mình là cái gì? Là mình hiểu được Thầy. Cho nên Đức có đoạn khác, Đức Thầy nói giữa chừng đờn nở đứt dây. Đứt dây có hai nghĩa, một là tình huynh đệ, tình thầy trò, tình anh em xa cách. Mà cái nghĩa thứ hai của nó là cái người hiểu được mới đứt dây. Ông bả nhà ông đờn mấy chục năm đâu đứt dây, mà cuối cùng ông tử kỳ mà nghe xong là đứt dây liền, người hiểu được. Gọi là ai người tri kỷ, ai là ai, mình hiểu được Đức Thầy. Vậy thì bây giờ Đức Thầy ra đời dạy cái gì, làm cái gì? Dạy mình một là phải lợi lạc cho chúng sanh, nội mà Đức Thầy nói trong 8 điều đăng cấm thôi. Nội mà Đức Thầy nói là dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Cái câu chữ dìu dắt mình nghe nó đơn giản, chứ mình dịch nghĩa nó hay. Chữ dìu là gì? Chữ dìu là cái người mới tu, người ta tu yếu xìu, nó không biết đường lối tu. Giống như người con nít biết đi mà đi chập chững, mình nắm ở tay gọi là dìu. Mà dắt là cái người không biết đường, mình dắt. Đó, như vậy thì cái người mà hôm nay mình đi làm công tác thiện nguyện, trở lại là cái toán đố là đi về cái nội tâm của nó, là đi làm là làm. Thí dụ bây giờ mình cho có 5-10 triệu mà ta đưa ông lên tới trên mây cho nó, ông cũng có 5 triệu 10 triệu thôi. Mà người ta đạp ông xuống sình, người ta nói ô cha nó đi làm cầu danh chấp tướng, thì anh chỉ cũng có 10 triệu thôi. Dạ. Cho nên cái bản chất của nó đó, bản chất của người đạo đó, là đạo là gì? Đạo là con đường, con đường đi đúng. Cho nên nếu mà mình chọn một lý tưởng của mình rồi đó, thì không bao giờ mình bị thối chuyện. Giống như bây giờ trong cái đống rác mình đang lựa, cái nào xấu mình dục ra. Đức Thầy nói ai hãy ráng xác mình đó, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Thì tất cả mọi cái mình liền ra cái xấu, liền ra cái xấu, liền ra, thì mình sẽ có được cái tốt. Nhưng mà mình nhớ rằng là hồi nãy mình nói cái đó, cái xấu đó là mình không được quyền tiết uổng. Nếu mình tiết uổng là không đúng. Tại vì đã mình là đeo đuổi theo con đường chân lý, mình đã đeo đuổi theo con đường Đức Thầy đã dạy, là mình cái chân lý đó nó giải thoát, chân lý đó nó bất diệt, chân lý đó nó tuyệt vời, chân lý nó sâu sắc, và chân lý đó đưa con người đến một mức độ là cao siêu sâu thượng, thì không bao giờ mình liếm tiếc cái đời bên sau. Đức Phật nói là thế sự dạng ban, đô thị giả, nhân gian, đạo đức quả gì chân. Cái thế sự thế gian này nó là quả diệt, thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Đức Thầy nói rằng phải nhớ rằng sát thân do tứ đại đất nước gió lửa tạo thành, sớm muộn gì cũng sẽ bị tan rã. Vậy thì mình phải lấy cái giả, thấy không, lấy cái giả để mà mình đi tìm cầu cái thật. Người ta hồi xưa người ta nói có tiền mua tiên cũng được, người ta nói câu nói này đúng mà mình dịch sai. Mình nói mấy ông này có tiền cái mua gái đẹp cái đầu hoái, có tiền mua tiên cũng được, nghĩa là có tiền mình làm phước mình thành tiên. Có nghĩa là mình sẽ đánh đổi từ cái đồng tiền của thế gian mà mình sẽ trở thành ông Phật ông tiên đó. Đổi qua ha. Đổi qua. À, thôi thì bây giờ trở lại. Tức là Đức Thầy đó lời truyền sấm như bài toán đố. Lời truyền sấm là cái lời của Đức Phật, Đức Thầy giống như một bài toán mà đố cho mọi người. Mà bài toán đố thì, xin nhắc lại, nó khó hơn là bài toán công thức. Nó khó hơn. Mà quan trọng là mình, cái người mà hiểu được Thầy đó là mới biết được giải bài toán này. Còn người không hiểu thì không thể nào biết được. Và có một số quý vị có thể là người ta kỹ sư bác sĩ, nhưng mà người ta không có. Giống như bây giờ cái nhà mình thì nhỏ, cho dù ông đại gia tới nhà mình, ta cũng đâu biết cái nhà mình là cái gì.
Vậy thì cái người đặc biệt hơn là cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mình ăn nằm trong sấm giảng, mình là người tín đồ rồi mình mới hiểu được Đức Thầy nói cái gì và mình mới dịch được cái bài toán Đức Thầy được. Có số thì vẫn hiểu biết mà hiểu bên ngoài thôi. Dạ, thì thưa quý vị, trở lại hai câu là Đức Thầy nói là lời trừ sấm như bài toán đố. Ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Rồi, thì đến đây Thầy Hậu xin dứt lời. Cầu chúc toàn thể quý vị được thân tâm thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn Thầy Hậu nha. Dạ. Cái câu này hồi đêm hôm là theo cái sự hiểu biết riêng của mình, chứ mình không nghe hết, là tự tự cái mình đọc cái giảng cái giáo lý của thầy rồi mình tự nghĩ cái nghĩa nó ra. Nhưng mà đây là trao đổi với Sáu với Thành Hậu với Tư Dũng, cái nghĩa cái ý của mình nghĩ gì để mình hỏi những bậc lão thành tiền bối trong nền đạo coi. Dạ, cái ý nghĩ mình có đúng hay không. Đêm hôm mình nằm với bà xã mình mới nói với bà xã mình, em có biết cái câu mà Đức Thầy nói là co đòi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong có chắc nhiều không. Thì mình mới giải nghĩa với bà xã mình rằng là tại sao là mình phải tự trị, là mình phải tự, trước nhất mình phải độ mình. Mình độ mình rồi á thì á là mình mới nương theo cái tiếng niệm Phật đó mà nhờ tha lực của Đức Phật mà độ mình. Là mình phải tự trị cái bản thân mình phải giữ gìn giới lực, mình phải làm tất cả những việc từ thiện. Như vậy á thì đó là mình đã độ mình rồi thì mình mới nhờ Phật độ được. Còn nếu mà giả sử như ví dụ như bây giờ mình muốn đi ngang sông mà không có thuyền, không có ghe, mà mình không có muốn đi qua bên sông là bằng cầu nữa, cũng không có cầu nữa, thì mình qua bằng cách nào? Chẳng lẽ mình ngồi đó mà mình niệm Phật, mình giấy ông Phật đưa qua được, thì cái điều đó là vô lý. Mình phải lội qua sông. Mình phải lội qua sông được, thì giống như ai ăn thì nấy no, ai tu thì nấy đắc. Đó là ý nghĩ của mình nghĩ gì? Nói là chú Sáu với Thành Hậu coi cái nghĩa mình hiểu được như vậy đó có đúng như cái chân lý mà Đức Thầy đã nói hay cái câu đó không? Dạ đúng rồi. Tại vì Đức Thầy nói coi rồi phải thân mình tự trị. Dạ. Bây giờ ông Phật ông xuống ông rước mình mà mình không đi thì ông Phật rước không được nha. Dạ đúng rồi. Bây giờ cho nên Đức Thầy nói là văn thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian, gió đưa nước sóng bờm lon rước người tu niệm xây sang thủy tình, ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu được. Được ông Phật ông chèo thuyền bát nhã, mình ở dưới đây là biển sông mê, mình phải đưa tay lên thì Phật nắm liền, còn mình lội mình không đưa lên thì ông Phật ông thua, lặn dưới ngoài đá nặng. Dạ. Bây giờ lấy cái miếng giấy ra tôi làm cái bài toán đố đơn giản này. Bài toán Phật rồi đó, giờ nhiều khi mình chưa ấy nè. Bài toán đó nha. Rồi. Đây. Cái miếng giấy không, miếng giấy nháp, miếng giấy bỏ đi, xé ra mới được. Cái miếng giấy xé ra đi. Rồi cái gì? Ghi đi rồi xé không sao. Nè, thầy không có lựa một miếng giấy bỏ đi, miếng giấy bỏ. Nè, không miếng giấy bỏ thôi, miếng giấy bỏ. Xé đi, cứ gì cháy đi, trang nó vậy thì trang nào cũng được, trang. Đâu là giấy này ố ố quá. Không có là mình chỉ xé thôi chứ không có biên gì hết. Bây giờ cái câu này cái câu này ngày xưa cũng có một vị đồng đạo hỏi Đức Thầy, là câu nãy đó. Đức Thầy mới hỏi hết đồng đạo như vậy là 2 cộng 2 bằng mấy. Ông trả lời 2 cộng 2 bằng 4. Ông mày trả lời cũng 2 cộng 2 bằng 4, mà Đức Thầy nói 2 cộng 2 bằng 3. Lạ. 2 cộng 2 bằng 3 vậy hả? 2 cộng 2 bằng 3 là cũng hơi lạ nha. Mà có đoạn đó Đức Thầy mới xét. Tiếp theo sau đây xin mời vị cùng xem Thanh Hậu làm một cái bài toán mà 2 cộng 2 bằng 3 nhé vị. Dạ. Vậy thì đây là một cái bài toán mà sau khi Đức Thầy ở tại miền Đông á, rất là nhiều đồng đạo đến và Đức Thầy nói lời truyền sấm như bài toán đố. Mọi người nói dạ thưa Bạch Thầy, chứ bài toán đố là như thế nào? Thầy mới nói bài toán đố đó nó khác hơn cái bài toán mà nhân chia trừ cộng nha. Tức là bài toán đố là như thế này. Đức Thầy nói là bài toán đố hỏi với quý vị mình đó, mấy ông đó là 2 cộng 2 bằng mấy? Các ông nói rằng là 2 cộng 2 bằng 4. Đức Thầy nói 2 cộng 2 bằng 3. Dạ, cho nên làm cho mọi người mà người ta theo dõi lúc mà Đức Thầy nói rất là ngạc nhiên và có tánh tò mò. Vậy thì mời quý vị mình sẽ cùng với Thành Hậu. Đây là một bài toán mà ngày xưa Đức Thầy giải đáp cho tất cả tín đồ là thấy trong cái việc như thế này. Bây giờ là 2 cộng 2 bằng 3 đây. Là 1
cộng 1 bằng 2. Đức Thầy lấy miếng giấy xé làm 2. 1 cộng 1 bằng 2. 2 cộng 2 bằng 3. Tức là Đức Thầy lấy thêm một miếng giấy nữa. 2 cộng 2 bằng 3. Đức Thầy lấy mọ là nãy là 1 cộng 1 bằng 2 nè. 2 cộng 2 bằng 3. Đức Thầy lấy một miếng giấy. 2. Xé thêm một lần nữa là 2 phần 2 cộng 2 là bằng 3. Chứ không phải 2 cộng 2 bằng 4. Tức là một miếng giấy rất là đơn giản là 2 cộng 2. Tại xé một lần thứ nhất là nó ra 2. Rồi xé lần thứ hai tức là 2 cộng 2. 2 cộng 2 là nó chỉ bằng 3 thôi. Chứ không phải là bằng 4. Tức là xin nói lại, đây là một miếng giấy. 1 cộng 1 bằng 2. Tức là xé một lần nè. Xé một lần là 1 cộng 1 bằng 2. Là một lần. Bây giờ xé thêm lần nữa là phải 2 cộng 2 không? Xé thêm lần nữa là 2 lần. Là 2 cộng 2 nè. 2 lần cộng với 2 lần thì chỉ có bằng 3 thôi. Vậy sao mình không xé luôn tấm giấy vào đây? Không, tại vì đây là cái mẫu chuyện của Đức Thầy đã nói lên là cái mẫu chuyện là rất là đặc biệt. Cái ý tức là 2 cộng 2 chỉ bằng 3 thôi. Là nói về cái bài toán đố của Phật. Tức là bài toán đố mẹo. Là cái người mà hiểu được cái chân lý. Nhưng Đức Thầy nói thêm, con số 3 này là nó tượng trưng cho tất cả mình đó. Nước Việt Nam con số 3 này là con số nhiều nhất. Bên Trung Quốc là con số 9 là con số nhiều. Bên nước Việt Nam con số 3 là con số nhiều. Mình ăn cơm thì chỉ có 3 hộp thôi. Nói mình ăn chơi ăn cơm 3 hộp. Chứ có trên đời này ai ăn cơm 3 hộp. Làm 3 cọng cỏ mà ai làm 3 cọng cỏ. Tất cả mọi cái là con số 3 là con số nhiều. Vậy thì Đức Thầy ra đời dạy tam giáo nguyên nhất môn, Phật giáo, Thánh giáo và Tiên giáo. Tức là Phật giáo, Thánh giáo và Tiên giáo gọi là tam giáo quy nhất môn. Đó, vậy thì con số 3 là con số nhiều. À, tất cả mọi cái đều gom vào con số 3. Vậy thì cái bài toán Đức Thầy nói lên là cái lời toán đố, là toán mẹo, là ai mà hiểu được và làm được như vậy thì mới hiểu được cái ý của Đức Thầy. Đó là đố mẹo. Vậy thì cái câu mà vừa qua đồng đạo Tuấn Dũng, anh Tuấn Dũng đó, có nêu lên là lời truyền sấm như bài toán đố. Ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Tức là cái bài toán đố, nếu ai mà hiểu được và làm được thì sẽ được đạt điểm cao. Hành y thì đáng vàng 10. Vậy thì trước khi mà vừa qua Thành Hậu cũng có giải bài lên hai câu giảng của anh Tuấn Dũng thì đến đây sẽ hết ý. Và cầu mong cho toàn thể quý vị, cầu chúc quý vị được thân khỏe tâm an và bước qua thềm năm mới được làm ăn tấn tài, tấn lợi, tấn bình an, tấn tu, tấn tiến, tấn sang niết bàn. Thành Hậu lễ phép kính chào, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Cảm ơn cư sĩ Thành Hậu đã giải đáp hai câu của Đức Thầy. Dạ. Lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Rất là hay. Thầy xin cảm ơn cư sĩ Thành Hậu nha. Chúc dạ. luôn thăng tâm an lạc. Dạ. Đạo quả như dung và nhiều sức khỏe nha. Dạ. A Di Đà Phật. Chào tất cả quý vị. Dạ. A Di Đà Phật. Kính chúc cho quý vị luôn luôn gặp nhiều may mắn và gia đình thì luôn ăn khá là vui và năm mới. Rồi được rồi.